Xin chào, xin được trân trọng gửi lời chào tới tất cả các anh em nghệ nhân Chào toàn thể những người có cùng đam mê sở thích Đặc biệt là về những chú trích trẻ trích than, trích trẻ lửa Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Yêu Thiên Nhiên Vlog của Đam Mê Chim Cảnh Nếu đây là lần đầu tiên ghé qua kênh Yêu Thiên Nhiên Vlog của Đam Mê Chim Cảnh Để tuyển chọn cho mình những chú trẻ than đẹp Trẻ than hay Trẻ nửa đẹp trẻ nửa hay Xem video Anh em vui lòng cho mình xin một like Và một nút đăng ký kênh Để ủng hộ Cho sự phát triển của kênh Cũng như để tiếp tục Đón xem những video mới Để tuyển lựa được cho mình Những chú trẻ than đẹp Trẻ lửa đẹp ưng ý Ngày hôm nay mình sẽ lên cho anh em một chú Siêu phẩm Chòe than mép Anh em nhé Siêu phẩm chòe than mép Em này đã được Gần một năm lồng Đấy đã qua một vụ lông Bánh tẻ lông máu Ở trong lồng Thế và Giờ đây em đã trở thành Một chú Chòe than cực kỳ cản trai anh em nhé Em này hôm nay mình sẽ quay hơi kỹ hơn một chút Để anh em có thể nhìn rõ em chè than này nó có những cái điểm đặc biệt em ạ à, đây là một em than mép đã được gần một năm lồng bộ khá to anh em nhé bộ khá to mình trường đuôi dài và mỗi lần nhảy em nó đều xòe đuôi mỗi lần mình xách lồng lên là em nó đều nhảy và đều xòe đuôi thế và đặc biệt ở em này có một điều rất đặc biệt anh em nhé là mơ ngực ở đây xin nói với anh em là đây không phải là vẩy cá anh em nhé mà đây là mơ ngực em nó có mơ mực ngực khá nhiều chính vì vậy mà mình sẽ quay thật kỹ để một lát nữa một đến cuối video anh em quan tâm câu với sao chúng ta sẽ nhìn thấy cái mơ ngực của em nó anh em ạ à, một em trẻ than mép cực đẹp, bộ khá to, mình trường, đuôi dài. Hai cái vệt trắng ở hai bên cánh là cực rõ, cực trắng, cực nhiều. Và mình xin nhắc lại, em này có một điểm đặc biệt đó chính là cái mưa ngược anh em ạ. Nó có một viền trắng dài ở ngay phía bên trên cái vành trắng đen này. Là một vệt trắng dài và bên trên đó là lốm đốm một vài vết lông mơ thấy và em này cũng có một cái điều đặc biệt nữa là đầu bằng đầu xà anh em nhé đầu bằng đồng xà thế và hiện tại giờ đây em nó cũng đã đôi lúc đã hót sổng còn hót chuyện thì là thường xuyên anh em nhé để anh em có thể nhìn cái đầu của nó còn sao thấy cái đầu của nó anh em thấy chưa đầu xà luôn đầu to bằng tịt thân hình của em nó cực kỳ cân đối cánh xệ gà tre và cái đuôi cứ mỗi một lần nhảy hoặc cứ mình xách lồng em nó lại xòe đuôi ra sẽ hết bản luôn anh em nhá đây anh em nhìn thấy một dáng vẻ của một em trẻ than bộ hot bộ chiến đều ok hết anh em nhá bộ hot đều bộ chiến đều ok hết và em này mình khẳng định với anh em em này cực kỳ mong mỏ em nói khè rít thì mình không nói nhưng mà đã hot sổng đấy anh em có thể quan sát một em trẻ than nó khá thuần rồi anh em nhé em này nó khá thuần rồi nó đã sẵn sàng đón nhận những chú sâu chú dế ở trên tay mình đút thông qua chỉ một chiếc níp nhổ dâu anh em nhé, chỉ một chiếc níp nhổ dâu thôi Đấy, anh em quan sát thấy chưa đây là mình đang cho em nó tắm nắm tắm nắng đầu bằng tịt luôn từ đỉnh đầu xuống đến cuối đuôi phía cuối nhưng là học thành một đường thẳng một em trẻ than thì chỉ cần nhìn thoáng qua bóng bộ anh em đã thấy mê ngày chưa nói đến mơ ngực anh em đã chưa nói đến mơ ngực đấy mỏ gai mỏ sắc nhọn anh em ạ à. dáng cao cầu cực đẹp cực lành chim luôn đấy cực đẹp cực lành chim luôn đấy anh em có thể nhìn thấy đánh giá đấy cứ nhảy là xòe đuôi cứ nhảy là xòe đuôi cứ xách lồng là đã, xòe đuôi chưa cần nhảy cứ xách lồng là đuôi em nó xòe lên anh em ạ à. đấy anh em quan sát mình đang ngồi rất gần nó mình đang điều chỉnh camera đang điều chỉnh điện thoại camera đấy anh em nhìn chưa đuôi bản cực to cực dày cực to cực dày đấy. anh em nhìn thấy chưa rõ ràng chưa một lát nữa anh em sẽ nhìn rõ những cái điểm mơ khi anh em nó nhảy sát vào cái vanh lồng anh em sẽ nhìn thấy điểm mơ ngực của em nó. Thế và tới đây, mình cũng xin được báo cái phí bảo tồn của em nó. Em nó sẽ bay về với chủ mới với phí bảo tồn là 1 triệu 700k. Anh em, 1 triệu 700k. Nếu anh em ưng mắt muốn đưa em nó về đội thì hãy nhanh chóng nhấc máy lên alo cho mình thông qua số điện thoại hoặc số zalo mình để ở phía dưới bên màn hình Thế cuối cùng xin được trân trọng cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm theo dõi video xin thân chào anh toàn thể các anh em và hẹn gặp lại các anh em ở các video tới